ớt này ăn được không ta? Tao ăn được không? Được. Nó muối chay á, không phải muối tôm nè. Rồi giờ mình ăn sáng nha các bạn. Xin chào các bạn nha. Ở này là ớt chuông. Ớt chuông ăn không nó cũng mát mát. Ở đây là quậy ơi. Nè là ngồi xích này mới thấy nè. Quay rồi với bà quậy. Ở đây không thấy nữa. Không có con nữa. Bê bê để. Trời ơi. Đó, bà cháu sáng sớm mà ăn sáng vậy đó. Lên đi ngồi chơi. Nay thì sáng nghe lạnh thế nè. Đi Bi sao bữa nay đi học? Hả? Bi bữa nay đừng nghỉ. Nữa không? Cái táo nè. Thì ba gọi nó làm gì dữ, phá gì dữ rồi ta? Khóc. Khóc hả? Sao hả? Sao khóc? Chú lượng gì đâu. Chứ sao chị ba khóc? Chị ba lấy út nắng nghe chị ba ơi. Mình khóc gì chứ nè. Bữa xin nhận quán bộ đồ cho bà nhiều lên chú. Bữa ít hơn khóc. Chuẩn bị ăn cay. Mẹ em khóc rồi đi ăn đi. Thử ngon lắm. Qua đây. Nếu một tí thôi nha. Đi lên ốc nó nghe nè. Là chú bụi. Chú bụi đó con. Dạ. Ừ. Cái ớt chú bụi. Ớt chú bụi đúng rồi. Bị nó đúng rồi đó. Ớt đó nó ngọt ngọt. Ôi ớt ớt ớt. Dạ. Ăn thử thôi. Ăn được thì nó nhiều. Nó ngọt ngọt hết. Đó là chú bụi chú bụi không? Thơm lắm. Này để ăn trái cây á. Ăn thử thôi. Ngon. Để con lẻ. Đẹp đồng quà mới lại đây nha. Nè ngã rồi. Chui chui mặt mày cái thật đẹp cái đầu cho gọn gàng lấy đồ cài cài thôi. Đấy, cái giờ em đi ngồi. Nó thay đồ đẹp nè, lên quay nè ha. Nó. Nó lại ngồi đây luôn để con. Xuống cài cái đất lên thôi khỏi. Rồi để xong rồi nha, ngày mai mua mới sinh nhật, mua bánh đồ chơi rồi cái quay. Còn ngày mai sinh nhật đó hả? Ừ. Ừ. Trời ơi, ngày mai không lấy nghỉ nữa. Trời ơi. Bữa nãy cứ khóc ở đầu của đầu. Phân bì với Bi. Bi không bị gì, Bi có gì đâu. Không Bi đồ chơi quá trời người, nó ít. Ừ, nó chuyện không bị Bi. Trời ơi. Đúng không Bi? Đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi, áo. Thay áo hả? Không có thay áo đẹp liền hết chưa hết chưa? Đẹp lắm đó nha. Cái gì vậy? Búi gì vậy? Xe gạp. Gạp hả? Ừ. Sáng Bi ăn cơm cái gì vậy? Sáng Bi ăn gì? Ăn sáng ăn cái gì? Ăn bánh mì. Thịt kho, ướp bò kho. Ừ, ngon quá. Bò kho nấu hồi nào mẹ hồi tối hả? Ngon quá. Mềm không? Cũng được. Chưa cháu thấy là hồi tối ăn cơm. Chứ mày đi học nhà thấy cơm không? Cái cơm không ăn cơm, cái đi ngủ. Mấy con? Bốn con bự tụi bác. Rồi nó nói, nó dặn ba nó chừa cho Út Diệu hai con, cậu Danh hai con. Ủa vậy hả? Ai biết con quất luôn bốn con. Vậy là hai con, bé hai con quất hết luôn. Hết luôn, ai biết đâu, kiên nhiên kêu ăn đi, tưởng đâu. Tao nghe em coi nó dặn. Trời ơi. Ba. Chừa cài cài chưa? Nó rõ kiến đây. Cài cho đẹp đi, mới lại đây ngồi. Nó dặn nó ba chừa cho Út Diệu hai con. Con lanh quá hả con ơi. Rẽ nó. Cài lên đây. Đúng là cái đầu cài. Lấy cái đầu cài đó cài lên là đẹp ra. Lấy đầu cài đó cài lên. Rẽ nó. Nghe bữa nay ở nhà. Mấy đứa được nghỉ. Ở nhà với bà ngoại. Hiền. Ui. Nó ở nhà mình khoái ngồi vậy hả mẹ? Mẹ sao quạnh lên ướt lên ớt á. Ớt, ăn luôn. Thế không khí này đã vậy ha. Sao ăn luôn. Cái này là sao? Rồng á hả?
thu đông hả hay gì đó? Mùa Tết. Nhưng mà ý là mùa gì? Sáng nó lộc mát đông mà. Không, cái bắt đầu sang sân gió mát mát, xuân lâu có lâu mát luôn, mùa này mát 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 còn đỏ đỏ. Ừ. Rồi đẹp quá rồi đó con, đẹp lắm hả? Trời ơi đẹp gái quá à. Đẹp gái đẹp gái rồi đó con, rồi lấy ngồi ngồi giữa xích vô đó, mình ngồi cho ấm nha, ngồi xuống chút con ngồi dưới nha. Trời sao đẹp gái quá vậy? Sao được? Rồi, gái ăn ốc luôn hả? Đẹp hơn ốc dữ nữa mà. Mày ăn đi. Ăn đi nói gì? Ăn đi. Ăn tự nhiên với bé. Có gì đâu nói bình thường. Ăn đi con. Lấy cái cuốn sắn nha. Ừ đó. Mày làm gì nắm cái quần gì vậy? Thả quần ra đi chứ. Trời ơi. Đúng ha. Bốn bà cháu rồi đã không? Ngồi ăn rồi vui không? Thiếu một thằng mập nữa chứ tội nghiệp đó. Mập nó là đó nó đi học bỏ luôn không nó rước không chịu. Vậy nó hả? Rước con kia. Nó nhiều ghẹo quá. Nó vậy hả? Nó con đâu có ghẹo, tôi bi á. Cái mẹ nó quên nó bỏ thai không cho thai vậy, nó chơi tội thai quá vậy khóc. Nhưng mà nó chơi chứ. Thầy Phán hỏi ảnh. Thầy Phán hỏi nó. Ủa? Sao vậy em bi khóc rồi? Nói là em thương em phá lấy cái banh chọi tùm lum ha, sợ bể đúng đè. Con nói là em bi không được rồi. Ủa nói sao mà em khóc? Có quýnh em không? Nó không có quýnh con nói không à. Nói là cái hồi nãy em bi nói khác, không phải nói vậy. Chứ không? Thì con lấy lại cái banh cho em bi khóc. Con cẩn. Ngon không con? Ngày mai sinh nhật rồi hả? Xuống chưa? Ủa mày? Ủa mày mà giật gì mà lấy ra nhanh ha? Hỏi cậu ba lên coi lên đây ngồi chung không? Cái thằng nó đậu nó cũng biết nè. Cậu ba lên ngồi chung ăn chung nè. Ăn ngon mua sắp sống ăn ngon. Cậu ba lắc đầu, Duy Nguyễn lắc đầu. Vui ha, mấy bà cháu mình vui nha. Vui không? Vui quá. Bi vui không? Thiệt không? Cười coi. Cười là hãy nè, cười nè, Nguyễn cười nha. Làm gì vậy? Cười chưa? Giải đắt lên coi. Giải đắt lên. Hãy bà. Con bé áo còi áo bè đẹp nhưng tao nói cái áo mày hồi nãy áo đó mày áo này mày luôn chưa hả? Chút màu giờ rước bi bén nha, để nhà con rước nó có nói không? Nó 11 giờ rước nãy nó nói dặn mấy giờ? 11 giờ dặn nói đến sao 8 giờ rửa học 10 rửa về 8 giờ kịp chợ đi 11 giờ rước sáng là giờ đi qua bển chợ bỏ là bỏ luôn bển chiều mới rước đó. Thôi 10 giờ rước không không đi ngồi nào mà chị ngồi vậy? Với con ngồi vậy thôi chị ngồi nói chứ không mừng lưỡi rước cái gì ăn đi làm gì dầm hoài ăn hết bye bye.